Sáng ngày 16 tháng 6, Hội đồng Nhân dân xã Đồng Lương khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiều nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện Lang Chánh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện ủy. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã khóa 19 và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Lê Minh Phượng thôi giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Lương, nhiệm kỳ 2016-2021, được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Ông Phạm Khánh Đạt được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Lương, nhiệm kỳ 2016-2021. 100% các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã có mặt biểu quyết tán thành. Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện Lang Chánh và các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng huyện ủy đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung, giữ chức danh mới. Tiếp đó, kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân xã khóa 19 và một số báo cáo tờ trình quan trọng khác. Theo đó, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Đồng Lương tiếp tục phát triển ổn định, sản xuất nông lâm nghiệp đạt kết quả tốt. Chăn nuôi gia súc gia cầm dần được khôi phục, tăng nhanh về số lượng. Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục được ổn định, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đúng mức, nhiều phong trào thi đua được triển khai có hiệu quả, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm được triển khai kịp thời đầy đủ đến mọi người dân. Tình hình quốc phòng an ninh trên địa bàn được đảm bảo. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh, trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh thương mại dịch vụ, thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ theo nghị quyết 30A-135 của Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.